Thưa quý vị, sáng nay tỉnh đoàn Long An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự tặng quà chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích của cách mạng. Các thế hệ thanh niên cả nước, trong đó có Long An, đã giương cao ngọn cờ cách mạng, kiên cường chiến đấu, hy sinh với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, luôn đi đầu xung kích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ Long An đã cụ thể hóa các chương trình hoạt động, góp phần chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường tốt nhất để đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành. Nhiều phong trào, công trình, phần việc do tuổi trẻ đảm nhiệm đã góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, mà nổi bật là các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, chương trình thắp sáng đường quê. Từ những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Long An đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Màu áo thanh niên đã trở nên quen thuộc, gần gũi, là biểu tượng của sức trẻ, tinh thần tình nguyện và nỗ lực cống hiến. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương thành tích của tuổi trẻ toàn tỉnh và khẳng định Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đoàn viên thanh niên, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ học tập, lao động. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, phát huy vai trò thanh niên trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, với tinh thần đột phá, sáng tạo, dấn thân khởi nghiệp, tham gia phục vụ cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tỉnh đoàn Long An cũng tổ chức tuyên dương và vinh danh 10 gương công dân trẻ tiêu biểu với những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 58 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Tỉnh đoàn Long An tuyên dương 7 cá nhân đoàn viên thanh niên đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đoàn.